Tình hình dịch bệnh sáng ngày 20 tháng 10, nhiều tỉnh phía Bắc có số ca mắc Covid-19 mới tăng cao. Đà Nẵng khẩn tìm người đến đám tang của gia đình có hai anh em mắc Covid-19. Tình hình dịch bệnh Covid-19 đến sáng ngày 20 tháng 10. Đó là những thông tin nóng hổi nhất về tình hình dịch bệnh Covid-19. Không để quý vị đợi lâu, ngay bây giờ sẽ là phần nội dung chi tiết. Tình hình dịch bệnh sáng ngày 20 tháng 10, nhiều tỉnh phía Bắc có số ca mắc Covid-19 mới tăng cao. Theo báo cáo từ Sở Y tế các tỉnh, một số tỉnh phía Bắc đang có số ca mắc mới tăng cao như Phú Thọ, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, đặc biệt là nhiều ca không rõ nguồn lây như ở Phú Thọ. Cụ thể Phú Thọ có thêm 26 ca mắc mới. Trong 24 giờ qua đã ghi nhận 26 ca dương tính mới. Kể từ ngày 13 tháng 10 đến nay, toàn tỉnh Phú Thọ có 154 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Trên địa bàn tỉnh có 23 ổ dịch trong cộng đồng được phát hiện. Toàn tỉnh Phú Thọ hiện có 1.410 F1, 6.660 F2 và 4.938 F3 đang được quản lý theo dõi và áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp. Hà Nam có thêm 21 ca COVID-19. Vào chiều tối qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Hà Nam công bố thêm 21 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 đã được Bộ Y tế gắn mã bệnh nhân. Các ca f không mới gồm 3 trường hợp được phát hiện thông qua sàng lọc y tế, còn lại ghi nhận ở khu vực đã phong tỏa và cách ly tại nhà. Như vậy, kể từ ca bệnh, bệnh nhân 687.470 ở thôn Lê Lợi, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều ngày 19 tháng 9 đến 18 giờ ngày 19 tháng 10, toàn tỉnh Hà Nam ghi nhận 780 ca bệnh đã được Bộ Y tế cấp mã. Trong đó có 31 ca dương tính thông qua sàng lọc tại cơ sở y tế, 54 ca cộng đồng còn lại được phát hiện ở các khu cách ly, phong tỏa và tại nhà. Thanh Hóa có thêm 23 ca mắc mới. Trong ngày hôm qua địa phương này ghi nhận 23 ca mắc COVID-19, trong đó ổ dịch thị xã Bỉm Sơn ghi nhận thêm 15 ca một ca mắc liên quan tại thành phố Sầm Sơn, còn lại là công dân trở về từ các tỉnh, thành phố phía Nam. Tại Nghệ An, trong 24 giờ qua, địa phương này ghi nhận 33 trường hợp mắc COVID-19 mới, trong đó có 2 ca cộng đồng tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh và xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên. 6 F1 và 23 bệnh nhân là công dân trở về từ các tỉnh phía Nam. Trong ngày không ghi nhận ca qua đời, có 6 bệnh nhân ra viện. Tại Hà Giang cho phép dịch vụ massage karaoke hoạt động trở lại. Hà Giang cho phép hoạt động hội họp các sự kiện nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, các dịch vụ như nhà hàng, ăn uống, khách sạn, massage, sông hơi, các phòng tập yoga, gym, internet được phép hoạt động bình thường, thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch. Riêng dịch vụ karaoke được phép hoạt động trở lại nhưng không quá 22 giờ 30 phút hàng ngày và phục vụ không quá 50% công suất tại một thời điểm. Hà Giang tiếp tục duy trì 68 chốt kiểm soát cố định, 17 tổ cơ động thường trực tuần tra kiểm soát các đường mòn lối mở trên tuyến biên giới và 11 chốt kiểm dịch nội địa giáp với các tỉnh. Tất cả các trường hợp vào tỉnh phải khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch và nơi lưu trú theo hình thức khai báo điện tử hoặc khai báo tập trung. Với người trở về từ vùng cấp độ 1, 2 không bắt buộc xét nghiệm người trở về đến từ vùng có mức độ nguy cơ 3-4, yêu cầu có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR hoặc test nhanh kháng nguyên trong thời hạn 72 giờ. Trường hợp qua chốt có dấu hiệu ho, sốt, khó thở, yêu cầu test nhanh kháng nguyên tại chốt kiểm dịch và xử trí theo quy định. Hà Giang không thực hiện cách ly người trở về từ vùng xanh, vùng vàng. Những trường hợp này chỉ thực hiện 5K và thông báo cho cơ quan y tế khi có triệu chứng nghi ngờ. Đà Nẵng bỏ quy định xét nghiệm người về từ vùng xanh, vùng vàng. Tối qua Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng điều chỉnh quy định người ra vào thành phố, bỏ quy định xét nghiệm Covid-19 đối với người đến từ vùng xanh, vùng vàng. Thành phố không yêu cầu người đến về từ các địa phương có cấp độ dịch ở cấp 1, vùng xanh, nguy cơ thấp. Cấp 2, vùng vàng, nguy cơ trung bình phải có kết quả xét nghiệm ncov âm tính như trước, ngoại trừ người từ Quảng Nam bỏ xét nghiệm từ ngày 12 tháng 10. Quyết định được đưa ra sau một tuần, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn thực hiện nghị quyết 128 của chính phủ, nêu rõ không xét nghiệm với việc đi lại của người dân, chỉ xét nghiệm người đến từ địa bàn cấp 4 hoặc khu phong tỏa, người cần điều tra dịch tễ đến từ địa bàn cấp 3, người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc F0 đã khỏi bệnh, chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Đà Nẵng khẩn tìm người đến đám tang của gia đình có hai anh em mắc Covid-19. Hai ca COVID-19 mới được phát hiện tại Đà Nẵng là hai anh em, có người thân ở thành phố Hồ Chí Minh trở về cách ly tại nhà, nhưng gia đình từng tổ chức đám tang cho người thân, có nhiều người đến phúng viếng. Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, trong ngày hôm qua đã phát hiện hai ca mắc COVID-19 và đã được đưa đến bệnh viện phổi Đà Nẵng điều trị. Các bệnh nhân được xác định sống tại đường Lê Duẩn, phường Tân Chính. Ngay trong tối qua, Ủy ban nhân dân phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Đà Nẵng cũng đã phát đi thông báo khẩn tìm người từng đến tham dự đám tang tại địa chỉ 259 đường Lê Duẩn, nơi hai bệnh nhân mắc COVID-19 mới được phát hiện sinh sống. Ủy ban nhân dân phường thông báo khẩn đến các tổ chức cá nhân từng đến dự đám tang tại địa chỉ 259 Lê Duẩn trong thời gian từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10, khẩn cấp liên hệ trung tâm y tế gần nhất để được hướng dẫn phòng chống dịch. Được biết, một trong hai bệnh nhân là người trở về từ thành phố Hồ Chí Minh và được yêu cầu cách ly tại nhà. Trong thời gian này, gia đình tổ chức đám tang cho người thân nên có đông người đến viếng. ca bệnh còn lại là người anh trai trong gia đình. Được biết, cả hai mắc COVID-19 mới được Đà Nẵng phát hiện đều đã được tiêm vaccine COVID-19. Hiện tuyến đường Lê Duẩn đoạn qua số nhà 259 đã được cơ quan chức năng phong tỏa để tiến hành xét nghiệm cho người dân xung quanh. Tình hình dịch bệnh COVID-19 đến sáng ngày 20 tháng 10, Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã có 870.255 ca mắc Covid-19, đứng thứ 40 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 8.838 ca nhiễm. Tính từ đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 865.558 ca, trong đó có 792.029 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 2 trên 62 tỉnh thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước là Bắc Cạn, Hòa Bình. Có 17 tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Con Tum, Hương Yên, Điện Biên, Thái Nguyên, Đà Nẵng. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là thành phố Hồ Chí Minh 419.599, Bình Dương 226.353, Đồng Nai 59.386, Long An 33.857, Tiền Giang 15.184. Về số bệnh nhân không qua khỏi, trung bình số ca qua đời ghi nhận trong 7 ngày qua là 83 ca. Tổng số ca qua đời do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.344 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca qua đời do Covid-19 tại Việt Nam xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca qua đời trên 1 triệu dân xếp thứ 134 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca qua đời do Covid-19 tại Việt Nam xếp thứ 10 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Bình Dương còn 10.365 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị. Theo số liệu thống kê, tỉnh Bình Dương đã ghi nhận thêm 500 ca mắc Covid-19 trong ngày, tăng 13,9% so với ngày trước đó. Trong đó, số ca mắc tập trung nhiều nhất trong khu vực phong tỏa đến 90%, qua sàng lọc cộng đồng chiếm 5,4% và một số cơ sở y tế khu cách ly. Như vậy tính từ đợt dịch thứ tư đến nay, Bình Dương đã ghi nhận 226.353 ca mắc Covid-19, 2.307 người qua đời, số người khỏi bệnh đã xuất viện là 222.537 trường hợp. Tuy nhiên tỉnh vẫn còn 10.365 bệnh nhân đang điều trị, trong đó 7.667 bệnh nhân điều trị tại các cơ sở y tế, 2.698 trường hợp đang điều trị tại nhà. Tính đến ngày 19 tháng 10, toàn tỉnh đã tiêm được 3.454.728 liều vaccine phòng COVID-19 cho tổng số 4.859.390 liều được phân bổ, trong đó có 2.302.691 người tiêm mũi 1 và 1.152.037 người tiêm mũi 2. Tại Long An, gần 77% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm hai mũi vaccine phòng COVID-19. Tính đến, đến nay, tỉnh Long An đã thực hiện tiêm phòng COVID-19 được 2.576.153 mũi tiêm, gồm 1.460.637 chiếm 100,58% mũi một và 1 và 1.115.516 mũi 2, chiếm 76,81%. Trong ngày 19 tháng 10, Long An ghi nhận 72 ca mắc COVID-19, tăng 17 ca so với số ca mắc ngày 18 tháng 10 là 55 ca, ghi nhận 12 ca trong cộng đồng, điều trị khỏi 158 ca, tăng 26 ca, qua đời 3 ca, tăng 1 ca. Lũy kế đến ngày 19 tháng 10, Long An ghi nhận 33.891 ca nhiễm COVID-19 trong đó 8.334 ca trong cộng đồng, 2.935 ca trong khu cách ly, 22.622 ca trong khu phong tỏa, điều trị khỏi 31.615 ca, chiếm 93,28%, qua đời 462 ca, chiếm 1,36%, đang điều trị tại bệnh viện 1.238 ca, chiếm 3,65%, chờ khu cách ly tạm 576 ca, chiếm 1,69% bản tin của chúng tôi sẽ tiếp tục với những tin tức nóng hổi khác về tình hình dịch bệnh trong nước và thế giới quý vị đừng vội chuyển kênh quỳnh anh sẽ quay trở lại ngay